home. A father is one who is a provider, protector, and a pastor. And my dad was all those things. He cared for his family from young, oldest to the youngest, of which I am the youngest of eight. And so I just praise the Lord for what a beautiful example my dad has been. That who I am today and what I am today is by the grace of the Lord Jesus Christ, but also because of a beautiful father that he has given to me and my family. He has taught me so much in life, how to relate to people, how to love God above all, how to sing praises to the Lord in all times. Even to the last breath at church worship, when we have time for testimonies, he didn't have much breathing, much low in oxygen because of COPD, but he would just ask my mom to go up to sing with him in church. And though he might not land on the right notes, yet he sang with all his heart. And the whole church knows that. The whole church knows his love for God, and that he will always sing for the Lord. So, tất cả mọi chú rất nhiều hiện ba tôi rất là một người cha gương mẫu mà Chúa Trời đã ban cho chúng tôi. Người cha là một người chăm sóc, một người bảo vệ và một người cung cấp cho gia đình, và cha tôi đã làm cả ba điều đó. Tôi tất cả mọi chú rất nhiều vì một gương mẫu của người cha mà ba tôi đã sống để làm sáng cho Chúa qua đời sống của ba, dạy dỗ con cái theo đường lối của Chúa để yêu Chúa trên hết. Và sau đó yêu tha nhân, và tôi học hỏi rất nhiều từ ba tôi, và tôi rất là yêu thương ba tôi và tạ ơn Chúa vì tất cả mà Ngài đã ban cho chúng tôi qua người cha yêu dấu.